nghĩa kết. Thì nếu như quý khách người lớn có cho các bạn nhỏ nhà mình xem Vua Sư Tử rồi, thì mình có thể nhận ra đây là các bạn Timon ha. Các bạn này cực kỳ nổi tiếng luôn. Và đối với những bài này, môi trường sống của các bạn là ở châu Phi. Và vì ở châu Phi rất là khắc nghiệt cho nên các bạn sẽ có nhiều tập tính rất là đặc biệt. Đó là đầu tiên, đó là tập tính cảnh giác của bạn. Đôi khi mọi người sẽ thấy trong bài này, các bạn sẽ có một số bạn đứng lên để mình nhìn tới nhìn lui. Đó là những anh lính canh gác của đàn ha. Mình có thể quan sát ở bên trong ha. Mỗi ca canh gác như vậy á, có thể kéo dài từ khoảng 1 tiếng cho tới 1 tiếng 15 phút luôn. Nhưng mà đó là ở ngoài tự nhiên thôi. Ở khu vực này các bạn bạn lâu rồi, đứng 5-10 phút là bạn đổi ca cho bạn khác luôn. Rồi, và thức ăn của loài này ở ngoài tự nhiên cũng khá là đặc biệt. Thông thường á, khi mà thức ăn đầy đủ, các bạn sẽ đi săn những loại như là sâu bò nhỏ, như con ấu trùng trong gốc cây thôi. Nhưng mà khi thiếu thức ăn đi, do nhiều đàn sống cạnh nhau, các bạn sẽ đi săn luôn cả rắn, rết, bọ cạp nữa. Và với cái nguồn thức ăn độc tố và gây nguy hiểm như vậy, cho nên các bạn có một đặc tính cực kỳ đặc biệt. Đó là bạn kháng trên nọc độc của rắn, rết, bọ cạp luôn. Khi bị cắn thì những bạn này sẽ không chết, các bạn sẽ đưa vào trạng thái hôn mê thôi. Trong vòng khoảng nửa tiếng cho tới 45 phút các bạn sẽ tỉnh dậy. Và chất độc đó nó sẽ theo đường nước tiểu và đi ra ngoài, bạn sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng đó. Và mọi người có thể quan sát ở trên cơ thể của bạn có hai điểm đặc biệt. Thứ nhất là mình có thể nhìn vào đôi mắt của bạn, sẽ có hai vòng đen rất là to. Hai vòng đen này nó sẽ có tác dụng như là cặp kính mát vậy. Bầu trời ở châu Phi rất là chói chang, cho nên bạn nhìn lên bạn canh ghép sẽ đỡ bị chói mắt hơn nhờ hai cái vòng đen đó. Và mình có thể nhìn vào đôi chân trước nữa, sẽ có hai bộ móng vuốt rất là dài. Vì các bạn này sống ở dưới lòng đất là chính, cho nên các bạn sẽ hình thành bộ móng vuốt đó để mà đào đất dễ hơn và sâu xé con mồi cũng dễ dàng hơn. Rồi, thì tạm biệt các bạn, chào các bạn ở đây.